cảnh này rất là hay nha các bạn. Dê nó đẻ ngay đường luôn nè. Để mình quay lại cho các bạn coi nha. Chuyện dạ nó đẻ ngay đường. Dê con lên lên. Con dê mẹ nó còn mang cái túi nhau sau đuôi. Bỏ về con. Thôi các bạn. Hay ghê á, dê để mình đi. Tôi nghiệm ghê. Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình đi xuống quận 9 giao lưu với anh em. Anh em quận 9 off có mời mình. Đây, mọi người ở đây nè. Nó có mấy người à. Ở trong đây lý tưởng các bạn. Giường chạm luôn. Hello. Để xe đâu anh? Có chiêu luôn. Mòn mỏi bây giờ đi dạo nơi vòng vòng. Ăn ướng gì? Mấy con anh? Đây các bạn, bắn được quá trời chim luôn à. Không biết địa này quá. Toàn cao thủ không à. Chết rồi. Ê, quá trời chim luôn. Này anh em mình ra đây bắn bia thi đấu với lại nấu nướng ăn nha các bạn. Chín vườn tràm quá trời đẹp. Chí. Cái con quỷ này nó hay quay rồi đậu trên cây đúng không? Nó cứ đậu rồi bay rồi đậu. Nãy bung đốc nhà mấy con á, ba bốn con gì đó. Không làm được. Bắn vòng vòng đây thôi cái gì? Chở đồ ăn đi. Êm quá. Con nữa nè. Thôi anh Nghĩa chở đồ ăn đi mà anh Nghĩa bắn được con nữa các bạn. Bắn thấy ghê thiệt. Mới ít người ha, nhóm kia chưa về nữa. Còn một nhóm nữa các bạn. Nhóm kia có ông Tòng chắc bộn hơn à. Tòng bắn gì? Giải nghề lâu quá rồi hả? Ê. Nhiều mà. Anh Nghĩa hồi nãy em đi trên đường em gặp con dê á, nó đẻ trên đường luôn. Ngay đây hả? Ngay chỗ em quẹo ra cái thấy liền á. À tính hút dây con gì? Những cái mặt này cũng giống lắm à. Thằng không có chim mà cứ lạng tới lạng lui, lạng tới lạng lui ngay chỗ bà dê giết. Có săn luôn á, săn đốt luôn. Lên lửa. Anh em chưa tới đủ các bạn. Có dầu ăn luôn nè. Có dầu ăn không? Có. Tí hai mình đến với nhau đi. Có dầu ăn nha các bạn. Cái này đâu phải tường phát đâu. Trên là được, quan trọng. Dầu ăn tường phát tan nát được cho. Rồi biết lương. Nhướng gì? Cái gì? Sao hôm nay ngầu hả? Chất luôn hả? Các bạn, anh em tới đủ rồi nha. Quá trời người luôn nè. Tình hình hôm nay mấy con anh? 50 con cái gì? Thua là thấy 50 con rồi đó. Nghe. Có cơm. Ôi quá trời luôn. Hay quá anh ơi. Lâu lâu bắn cũng còn cảm giác quá nghe. Được. Cũng ổn, em... thấy coi chung là ổn. Anh đi nào bên kia hả? Em biết cái đội này ngon mà. Anh đi mất đi. Hả? Anh đi mất đi. Này cóc tơ quá không? Bạn. Cái con sóc chỉ bị thiếu một người thôi á. Rồi có sóc ngon chơi chim luôn. Sóc thì một tức về trong vườn, cái vườn này bắn á. Kêu đi dạo vòng đó cùng quá trời nướng đồ gì đâu có thấy. Dẫn đồ lại thua thì đâu. Tao chín cho nó. Nó ướt thành lên. Sáng giờ ta chưa có học kia buồn. Em có, chắc em có. Bạn, chim hai nhóm bắn về nè. Không có hồn gì hết. Bắn chút xíu à. Quá trời. Có được gì đâu, đi khám bệnh thì anh cộng mà đâu có hồn đâu. Mặc đồ đi là đi luôn, mình sáng vô khám bệnh, ổng nói bệnh này mà nghĩ gì. Mấy thanh niên sáng đi xin giấy khám bệnh về hả? Ủa cái này làm gì? Cái này làm chơi gì? Chơi lầy luôn nè, thanh niên lầy lầy á, đầu đeo đúng không? Này bắt gì hả? Gần bắt gì hả? Quay vô, quay vô, quay vô lắm à. Sáng sáng vô anh viện tưởng chở giờ đi đẻ. Ai về ba ông. Không phải đẻ, không phải đẻ.
Ngoài vô đi khám lại bác sĩ không hỏi. Đi tái khám gì tái khám hoài vậy? Ba thằng khám hai thằng lọt còn đứa này vô. Đây ba thanh niên áo đen với hai thanh niên áo vàng nha các bạn. Trốn việc. Dạ ra. Đâu đi. Trốn việc đi ốp luôn nè. Cháy gì vậy? Chỗ dầu kia rồi. Em chỗ cháy em. Đúng rồi tụi mình thật ha. Cháy hơi kinh. Là đâu đâu, thỏ gì đâu. Thò hả? Thò trong trong nồi. Thỏ mà cũng kêu thô. Thò được. Chết luôn á. Nước ngoài nó không dùng Unique cây. Ok. Thò. Đây quay thò cho các bạn coi nè. Hả? Còn mấy thanh niên kia đâu? Mấy ông kia nó nằm ngoài kia kìa. Đây là thò chào lăng nha các bạn. Quên mấy ai. Đây. Con này đâu phải bị. Về cái gì? Mắt đảm đâu. Còn một con thỏ quay nữa. Con nó ăn dữ lắm. Dữ lắm đi, dữ lắm. Kỳ á. Con này còn ngáp ngáp. Em thì em ăn cu cường thôi. Thôi mà cu cường có dây chân không ăn đâu. Em chiến bìm biểu cốc. À, vãi, vãi thì. Ở nghĩa đâu rồi, cho con hả? Bìm biểu cốc nè. Cu gốc mà anh làm. Cu cườm. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 con cu nhí, 11 con cu nhí. Nhổ về nhổ lông hả? Hàng chào chảo với hàng Bắc Thành. Rồi mỗi người tay nhổ lông đi. Rồi anh em mình nhổ lông ở đây nha. Nói không? Đây đội trưởng đội nhổ lông nè. Đội trưởng đội nhổ lông à. Nhổ đó đây. Đây đội phó. Hai ông bắn về hai ông lông nhổ chứ ai nhổ ra nữa. Bắn giờ ngồi nhổ. Ngán cái cảnh này nè. Còn sóc thì thiếu một đội hình nào. Nào bắn gì nó hết. Nói sao anh? Dí nó hết trơn, nó cần cây nó gớt xuống nằm ngay đây, mình cứ ở đây cứ buồn tới còn trước thiếu một người, ở đây ba người thiếu người. Anh biết dưới quê em sao không? Mấy ông dân tộc hay lắm, quay lại đứng la cái nó xỉu luôn. Thì nãy có ai chịu la đâu. Ờ. Thôi hồi mấy con sóc la nó cúm. Ờ la nó cúm giò cái nó nằm im nó xỉu luôn à. Ha thất bại thì. Hồi nãy có người đứng trước là nó cúm liền. Lên cây lên có nhiều đây nó đứng mà mình đổ mồ hôi mà bắn cái đường nữa đâu. Tay chân nó sóc bự ghê. Bạch kỳ luôn. Chưa tới số. Hả? Ờ hẹn biết nó chưa tới số. Không mà hình như là lần đầu tiên em được cầm trên tay con bìm biểu cốc á. Thấy rồi bắn trúng rồi mà chưa lùm. Thôi nhổ con bìm biểu cốc đi. Em chưa bắn được con này buồn ghê. Thấy bắn lũi chết không à, chưa lùm được. À tao bạn có bắn lần ừ. Ê bắn có bắn con nhỏ nha chứ phải có bắn à. Anh Nguyễn Thương thì nó đi chung nó thấy bắn. À anh Thương. Có bắn có nhỏ chứ. Chắc mưa đâu. Dưới vườn trà mưa chắc cũng sao. Mưa nhỏ nhỏ. Hồi nãy em thấy mưa lâm râm sợ sợ mà giờ hết. Mấy thanh niên kia đổ đem đồ đồ lạc đồ. Không đem lại cho ta nhìn. Đừng mong đừng mưa. Vui ha, vậy mát ha, hôm nay trời vui vậy ngon nè. Đây này người ta gọi là thung lũng tình yêu nha các bạn. Thung lũng tình yêu của sinh viên á. Cái vườn trà này. Đây cà cà khá thung đi kiếm bông bóng hồi bắn cũng có nữa. Ừ. Bóng dài dài á. Đi vòng vòng kiếm bông bóng quá trời luôn á. Tổ chức được sinh nhật luôn á. Thổi, thổi, thổi lên teo tổ chức sinh nhật luôn á. Nó lung chơi vui. Cái này quay lại mấy anh em khoái coi lắm. Mấy buổi óp vậy nè, vui. Kiếm chỗ nào cho chim sang tay đẹp đẹp coi Peter nhìn coi Peter. Mà đem chỗ nào đây đẹp. Má nó bơi nó đi luôn không? Qua tay à mấy ông đưa chim vô hả? Ừ. À, qua đâu? Chim, qua đâu có chim săn nữa nha các bạn. Đâu? Đại Bàng Ưng. Đây. Đội mới tới. Em mình luôn. Không em lại em còn cầm con này mà. Để mình còn cầm con này làm tin mà. Để các bạn. Con Đại Bàng Ưng nè. Còn chân lệ chưa? Chào anh. Hai tuần rồi mình mới gặp nhờ. Hello. Một tuần hay hai tuần ta. Chào mọi người coi. Chào ngon không? Quá dữ. Anh niên khoái. Đẹp đẹp đẹp. Đẹp ha. Pha đẹp á. Mà đủ má có máu nó bị lọt ra ngoài. Má ghê quá. Chim bên tòng bự quá. Đèn thui lui luôn. Để miếng thịt ở trên đầu thôi vậy. Có gì chim luôn các bạn. Bây giờ ai khỏe đi đầu lỗ bỏ đá. Thò xào lăng.
phát âm chuẩn chưa? Phát âm chuẩn chưa? Khó à? Ấy nước vô. Chưa, nó sang sang. Có sữa đặc được không? Có dao đâu không? Như được không? Không. Đi vậy. Đâu dao đâu đào đâu. Đảo nghệ thuật á, đảo nghệ thuật ấy. Đảo nghệ thuật ấy. Đó. Cái này sao lắc? Mười mấy năm không biết. Chục ổn đời, hai chục. Kinh nghiệm mười mấy năm làm đồ bếp nè. Ờ thấy ghê không? Có cái bịch nước cốt khô á, đổ vô. Có ngon trọn đời bên em không? Chính là đổ bịch thanh lửa. Thanh lửa. Chết mẹ ai à? Đảo chim cũng phải có thần thái. Đây bạn, đây còn nguyên bịch nữa nè. Chim này ướp rồi nha. Đây, mớ này nướng mồi. Xỉn này mới bắn đúng không? Chạy bắn dao cũng có giải mà. Qua mọi địa hình mà lo. Rồi đổ vừa đi. Đổ vừa vô đi. Thôi thịt. Từ em. Cày bên đó nó chắc không không? Nhìn nó hiu quá. Thơm thế nhờ. Chim gác bếp. Nè anh chút nó rặt á, đổ cái này vô. Ăn cái này vô mình bỏ đâu không? Nào. Cái này bỏ đây đi chút nước mọi, bỏ đại. Bỏ đây luôn ha. Ừ. Hay để đây siêu nước mọi nha các bạn. Quay hết luôn, quay hết. Trời luôn. Để quay ba nha. Sao quay ba? Mẹ nó mới quay ba kìa. Mẹ mới đây. Mẹ nó mới là chim này nó. Hỏi hai cái mấy cho con nha. Dạ anh nó nói sao không làm chủ nhật. Anh em đến sau đầy đủ rồi nha các bạn. Đây. Đậy nắp đi. Đấy. Chơi ít thế cơ mà vui. Khoan chừng nào nó chín mấy rồi gần ấy rồi mình mới đổ nước cốt vô. Cho nó rặt cho nó thấm. Đậy đi. Thêm bịch nước nữa đi. Thêm bịch nước rồi chút chấm bánh mì chứ mà sợ nhà đó nha. Hả? Có mưa ớt. Anh làm mưa ớt theo mà. Đổ anh. Ủa bịch chưa làm gì? Ủa bịch chưa bịch gì? Bịch quyết cái ấy. Đào đâu vậy? Hả? Đào lỗ ở đâu? Đào cái chỗ trống hồi nãy em là em chưa có tính cái nước dừa đâu. Rồi nó sắc xuống nếu mà nó sắc xuống thì chấm nhiều. Chán con có một tay. Còn con tho nữa. Con này là con chích cồ của Peter đúng không? Con kia con gì không? Quay này nè Peter. Con kia con gì? Ôi mà cái đó gớm. Chích cồ đó, chích cồ quá. Chích nè các bạn. Chích cồ không phải chích ré nha, chích ré nó nhỏ hơn. Cái này con cò bợ. Nói chung là cuộc sống mà. Con chích liệt dương và con cò... Cò gì nhỉ? Cò nữ quá nghe. Cò vô sinh. Này mình làm cái gì anh? Đào lỗ. Đào lỗ làm cái gì á? Ướp bia. À ướp bia hả? Ôi có xì tai mới nha các bạn. Giữ lạnh đúng không? Giữ lạnh đúng không? Ừ, giữ lạnh. Giữ lạnh bia nữa các bạn. Anh em họp nhau lại chơi dân dã vậy mà vui lắm các bạn. Kiếm tre, kiếm hóng tre thì trẻ đẹp rồi. Trẻ lấy cây trẻ. Chim gác bếp. Ơ cho chim càng ngày càng nhiều nhờ. Thỏ xanh lao. Còn đây thì đẹp chứ. Thỏ. Đây là món thỏ xanh lao. Kèm theo chim gác bếp. Đào cái lỗ mấy căng nè. Đào lỗ ấp bia. Đất đỏ. Cái này bột mà đâu phải nước. Nguyên gói luôn hả? Bột cốt dừa. Nguyên gói luôn. Nó bạc em đâu có lấy đâu. Cái quá rồi. Sáng đi chim cò rồi đủ thứ quên luôn. Là chua tiếp. Là chua tiếp đi, chạy ra quất. Đi ra bên đây nhớ. Có con dao nhỏ nãy anh bỏ trong cái bịch rau á, đi cắt lá chuối đi anh em, đi cắt lá chuối đi. Đi đi. Còn bia thì đổ vô. Kiếm cái đồng mót.
Anh em mình chặt lá chuối để về chảy ra nha các bạn. Chuối nè, vườn chuối luôn. Đây chắc được ốp vui nhất lên nha. Mấy được ốp kia toàn ăn trong nhà hàng đồ. Bây giờ dân giả vậy mới vui nè. Ăn bụi vậy mới vui. Đó em chặt cái đó, cái lá trên đó đó. Nó đẹp duyên luôn á. Nè, hai ba lá luôn nè. Đẹp. Đó. Em chắc được cái Linh, 4 5 lá được rồi. Rồi mấy nó thủ đứng tập bắn đây nè. Ai treo cái lon lên vậy? Trời ơi. Ôi, giờ đi chặt tre. Không có chặt tre hả? Có, giờ đi nè. Anh em mình giờ chặt tre nha các bạn. Bụi tre nè. Chặt tre vô nướng cá, nướng chim. Thôi có tre khô mình lấy trước đi. Hồi thiếu mình lấy tre tươi. Đó. Ê, hey, tụ tập làm gì đây? Để mình săn cái đây này. Nghe giọng giống mình săn cái đây này. À, vậy nè. Nghe không tưởng anh sợ hết rồi. Này làm ướp bia nha các bạn. Đây đâu hả? Đó căng căng này lên. Bằng sáng chế, bằng sáng chế của Viren hả? Đây đây cho nó lầm. Mua cuộn dây 10.000 bạc đi ra cột ăn nhậu vậy nè, chủ chết rồi. Cho xuống miếng này cho đụng đất không? Đụng không? Không, cái này nó giảm xuống rồi. Cho nó lấy dây cột da cột luôn nha các bạn. Quá cây đó nó xốp tung ống nha. Cây điểu à. Xốp tung ống hình thành tại chợ. Tại vì tao mua 10 ngàn. Nó xé mày anh nó tại chợ. Đây khó nha các bạn. Đây là cá. Mang lại luôn á. Này quay chưa? Ai quay chưa? Ra quay rồi mới quay. Tha tha lên thêm không? Để tha lên kìa. Mới tha xong. Đây thỏ các bạn. Anh điện con sao không có máy hả? Có nướng à. Nó mình sẽ rủ điện nó làm cho gió. Tối thì thỏ nó kiếm đó nghĩa. Hai cây máy. Cho hai vô hết anh nghĩa hả? Ờ cho hết luôn mà nước thỏ rồi nữa mà. Thỏ không lấy thoát. Cây ngang rồi cái đầu ở trên á. Chặt hai cây ngang nữa. Cho cái đầu nó nằm ở trên. Đỡ thịt. Nó đỡ cây này cẩn thận á. Dạ. Đỡ thịt. Nghĩ không chơi nữa. Mẹ nói nhiều quá. Chịu đâu nổi. Cho nó ngay giữa đi. Cái hồi kia hồi nó cạn mẻ luôn. Đặt quét hang cỏ thôi hồi nó khô gan á. Chết lên đỡ nó khô. Con này cũng chích, chích bự ghê. Cái gì chọt chọt nữa gì. Ghê thiệt. Mẹ đi ngồi nó nhảm nhảm mình đây. Ừ. Thứ dữ là đây nè. Mấy cái dây này. Ăn tiền cái này à. Ăn tiền là cái này nè các bạn. Cái gì vậy? Sang tay kìa, sang tay kìa. Quá im. Hết hồn tưởng bảo vệ đuổi chứ. Đuổi mình về thôi sao đó mà. Thôi cho miếng nước vô quá. Ướp bia nha các bạn. Con cũng tình qua liền. Có đẹp hôm nay ốc vui quá. Rồi được rồi. Thỏ xào lăng. Chấm bánh mì nhức nách. Nhức nách không mà tét luôn. Không phải cái nhức không mà thấy tét luôn. Đây một con thỏ nữa. Này nó bự chà bứ, bây giờ nó còn nhiêu đây nè. Ba chà bứ. Rồi còn mấy con cá nữa. Ô mua còn dây chì luôn ta. Em này được không? Quá hay luôn. Lụm này đâu rồi Bảo Linh? Nào. Lụm tiễn đâu ra đây? Tiễn này của anh An. Đây đó em mua. Dây của anh Tùng.
Phút nữa hả? Được rồi, thôi như đó thôi. Rồi làm cây khác. Ở đây nặng quá. Còn cây nữa mà. Đang phút phút. Chắc vậy được rồi quá. Một cây mới nữa. Mới cái cây này. Ơi hôm nay thịnh soạn luôn. Quay đừng đưa đi phi hả? Tàn mấy anh trốn vợ không mà chết rồi. Không không tan tên là được rồi. Con đi hộ. Chứ trên YouTube mà vợ mình đâu coi đâu chứ vẫn có kênh đâu mà coi. Dạ. Mình có đăng ký mình coi với chủ yếu nó kiểm tra Facebook với trong kênh nhóm nó coi nhắn gì à. Chưa bấm quay đi quay thì vào. Nhóm anh em mình hay nhắn hả anh? Rồi trên nhóm. Đây đồ ăn chín rồi nha các bạn. Cuộc sống có bao nhiêu mà hững hờ. Đây mình có bao nhiêu? Tùng ốc có bao nhiêu mà hững hờ. Anh quên để cho Peter mặc. Có đói ăn ngon. Đây Peter. Nè kéo kéo ná lên tay. Trong cái sự chờ đợi nó có kết quả quá ha. Anh em có chừa chỗ cho mình luôn à, thấy ghê không? Thấy ghê không? Đó. Đâu bị đuổi đâu. Nãy giờ đi. Nè, xin mời các bác nha. Nãy giờ có kiếm được em sinh viên nào không? Dạ có. Có không? Ra thấy em sinh viên và em sinh viên sạc bia. À vô vô. Bia. Vô không? Vô vô. Gì vậy? Dạ cũng vô luôn. Vô mày bơi. Vô vô. Vô. Được rồi. Vô rồi. Vô vô. Chào với ba. Vô. À, quá. Hôm nay coi như là rồi có nước ngọt nữa. Rúp mình với ba anh em ha. Dạ. Rồi mình làm cái cuối năm hoành tráng vậy, cái đầu năm mình làm cái nữa. Anh năm mới. Còn được đó. Như mình ăn được 2 năm không? Mình ăn được 2 năm đó. Tất niên là phải có cái tân niên em. Tân niên rồi mình ăn là 34 nửa năm. 34 lâu quá. Rằng riêng. Ừ. À tới gì nữa? Tên ra luôn. Chỗ tổ Hùng Vương. Chỗ tổ Hùng Vương. Một năm Tây Hiếu Nhi. Tây Trung Thu. Tây luôn. Tây phụ nữ. Ngon. Như thấy nhà cái giáo. Ngày dần. Tháng mấy 11. Bên đầm à. Nó vơi. Đây là 2-3 chấm cái này. Đó. Anh nói thì em kéo luôn. Cái bộ thấy đổ ra đây bớt. Đổ ra đây. Rồi để em đó. Mời mọi người nha. Anh gạt thịt đi chứ đổ nó ra nước. Chưa ngọt tôi.